À, hai xin chào quý vị à, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của tiến vlog nghe quý vị à, thì trong quán bản tin đó là ngày hôm nay quý vị vậy à, thì em cũng muốn lên là em cập nhật cho về những cái thông tin thì nó đang liên quan về cái vấn đề như là của cô duyên mai hiện nay à, chắc hẳn quý vị cũng biết ha à, ngày hôm qua thôi à, là cô duyên mai bị một số fan à, bên phía của tỉnh thất bồng lai à, gửi những cái tin nhắn hâm dọ, đe dọ, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí là gặp cô Duyên Mai ở đâu thì những người này sẽ sẵn sàng xử lý cô Duyên Mai. À, nói là cô Duyên Mai à, xử lý cho sao mà thành một đống thịt gì đó vậy, nghe ghê không vậy, nghe là thấy sợ rồi. Thì à, đó chắc hẳn là những cái fan mà ủng hộ bên phía tỉnh Thất Bồng Lai mới dám làm những cái câu chuyện này tại vì tới thời điểm hiện tại quý vị biết là cô dương mai đã không còn ủng hộ cho tỉnh thất bồng lai nữa nên những cái fan ủng hộ bên phía tỉnh thất bồng lai nên rất là ghét cô dương mai và nhiều lần á muốn xử cô dương mai và quý vị biết tại vì cô dương mai đưa lên nhiều cái bằng chứng thậm chí là đưa lên nhiều cái thông tin mà nó liên quan tới tỉnh thất bồng lai nên những cái fan và một số người như là bên phía tỉnh thất bồng lai Hiện nay rất là không ưa về cô Dương Mai nhưng cho dù không ưa cũng có làm gì được người ta đâu quý vị. Tại vì thời buổi này quý vị biết mà, còn luật pháp mà, còn cơ quan chức năng mà đâu phải á là muốn hù người ta là sẽ hù được đâu, muốn hâm dọ người ta là sẽ hâm dọ được đâu, quý vị. thậm chí vị đụng chưa đụng đến người ta nữa là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý và tóm gọn những cái bọn này rồi, chứ ở đó mà đặt hù dọ người ta đúng không quý vị? Và tiếp tục lại là ngày hôm nay em cũng có một cái câu chuyện nó lại liên quan tới cô Diên Mai. quý vị biết ha, khi mà những người này lên tiếng đồng loạt là hâm dọ cô dương mai là tấn công cô dương mai gì đó các kiểu đúng không quý vị thì ngày hôm nay cô dương mai lại nhận thêm một cái nguồn thông tin là chuẩn bị đi vào nhà đá ở trời ơi trời ghê không quý vị quý vị nói mấy người mấy người này làm thế như đúng rồi gì đó vậy trời ơi muốn bắt một người á dễ lắm hả quý vị mà trong khi đó là dương mai có làm gì cô dương mai có làm cái gì mà bắt được cô dương mai mà đưa cô duyên mai được vào nhà đá ờ biết rồi quý vị ơi chắc là tại vì cô duyên mai á à, đưa lên nhiều cái thông tin á mà nó liên quan tới tỉnh thất bồng lai nè và thậm chí là cô duyên mai chắc nói về cô luật sư thanh từ trần nhiều quá hay gì đó hay là cô duyên mai à, nói đúng cái tim đen của cô luật sư thanh từ trần hay gì đó rồi bây giờ cô à, có rất là nhiều những cái kênh youtube á binh vực cho được sư thanh từ trần à, thậm chí là những cái kênh youtube ủng hộ bên phía tỉnh thất bồng lai Ờ muốn cô Duyên Mai phải trả giá bằng những cái chiêu trò hù dọ Duyên Mai Trời ơi hù dọ nữa nghe quý vị Trời ơi, nói Duyên Mai chiến này sẽ vào nhà đá ở rồi Ủa chừng nào quý vị Chuẩn bị là chuẩn bị chừng nào em cũng không biết chừng nào nữa Trời ơi quý vị biết ha Nếu mà những cái bọn này á mà có được cái bằng chứng á Thậm chí mà có một cái thông tin nào á mà liên quan tới cô Duyên Mai á Mà sai phạm với pháp luật á thậm chí là dương mai xúc phạm hoặc là thậm chí là tấn công những người này vậy thậm chí là hâm dọ chửi bới những người này trên mạng xã hội đi quý vị biết là chỗ là những người này đưa những cái thông tin đó lên cơ quan chức năng rồi làm gì có cái chuyện mà đăng lên trời ơi quý vị biết là, em thấy là những cái kênh youtube này á thì hầu như là chắc đạp cái gì của những cái vị luật sư online đó quý vị đạp cái phân á đúng rồi về đạp phân của những vị luật sư online á tại vì quý vị biết ha những vị luật sư online á người ta ủng hộ người ta binh vực á, người ta bảo vệ tỉnh thất bồng lai vì biết á trời người ta mạnh miệng lắm trời tôi có bằng chứng rồi nghe à, ngày hôm nay tôi có một cái bằng chứng để cứu tỉnh thất bồng lai tôi sẽ lên live stream <laughs> nhưng mà bằng chứng thì biết không à, bằng chứng là chỉ đưa lên youtube không à Cái bằng chứng đâu có đưa trong phiên tòa đâu đâu có đưa tới cơ quan chức năng đâu và cái câu chuyện á, của cô Duyên mai cũng vậy trời ơi tôi sẽ đưa cô Duyên mai vào nhà đá là thế vị thấy không chỉ vào nhà đá thôi còn không có dám nói là uh, bắt cô duyên mai phải uh, hoặc là kiện cô duyên mai thậm chí là để cho cô duyên mai uh, bị công an bắt gì đó đâu có dám để đâu để vào nhà đá để sợ sợ là biết vị biết không uh, khi mà nói về cô duyên mai bị công an bắt gì đó thậm chí là nói ờ uh, sẽ cho cô mai duyên mai là ủ tờ ủ tờ gì đó thì sợ sợ cô duyên mai ngược kiện ngược lại rồi sao phải để ở nhà đá để chỉ là cô Duyên Mai hiểu thì không có dính líu tới cái vấn đề pháp lý đó vì thấy không đặt những cái tiêu đề á mà hù dọa người ta mà trong khi đó còn sợ nó trời ơi em nghe thấy cái vấn đề á là Duyên Mai vào nhà đá thì em biết rồi lại thôi là những bọn này là đạp phân của những vị luật sư online rồi tại vì những vị luật sư online mình đó có cái chiêu rất là hay gần tới cái phiên tòa chỗ làm cho cái dư luận nó dậy sống lên Uhm, tôi đã có được bằng chứng bí mật uh, liên quan tới tỉnh thất bồng lai, uh, tôi sẽ đưa trong phiên tòa để uh, cứu được tỉnh thất bồng lai, thậm chí là tôi sẽ uh, xin phiên tòa Ờ giảm án cho tỉnh thất bồng lai tại vì cái bằng chứng này rất quan trọng nghe quý vị trời ơi cái bằng chứng này là uh, rất là quan trọng nghe quý vị nhớ like và share cho tôi một cái đi rồi nhớ cho donate tiền cà phê nữa tôi sẽ đưa cái bằng chứng này lên cho quý vị xem uh, đưa cái bằng chứng vòng vòng em cũng không bằng không biết cái bằng chứng ở đâu nữa từ hồi mùi lá ít mua lá mít tới bây giờ á cái đưa lên cho khán giả xem xong xong cái hết chuyện cái trong cái phiên tòa quý vị thấy không trong cái phiên tòa mà kháng cáo của tỉnh Thất Bồng Lai đó, những vị luật sư này có cung cấp được một cái bằng chứng nào hay không? có cung cấp được một cái thông tin nào mà liên quan tới tỉnh thất bồng lai hay không hay là những vị luật sư này chỉ lôi là những cái câu chuyện uh, như là vụ tấn công 50 người uh, liên quan tới tỉnh thất bồng lai uh, đề nghị cơ quan chức năng xem xét thậm chí là phiên tòa xem xét Ờ, rồi xử lý xong cái vấn đề này xong mới phán quyết tỉnh thất bồng lai vẫn là một cái câu chuyện cũ vẫn là tỉnh thất bồng lai y án vẫn là những vị luật sư này rất là giỏi có bằng chứng rồi nhưng kết cuộc tỉnh thất bồng lai vẫn bị những cái mức án 5 năm 4 năm và 3 năm đó và bây giờ những cái kênh youtube mà ủng hộ bên phía tỉnh thất bồng lai cũng vậy bây giờ bắt trước những vị luật sư trời ơi muốn tấn công một người nào đó thì phải giống như những vị luật sư này đó, đưa cho tôi sẽ làm như vậy tôi sẽ cho viên mai vào nhà đá ờ tôi sẽ cho viên mai gia nhập vui bên ở các kiểu nhưng kết cuộc là đưa cho ai xem quý vị đưa cho fan của tỉnh thất bồng lai xem đưa cho khán giả xem chứ đâu phải là anh ta đưa cho phiên tòa thậm chí đưa cho cơ quan chức năng đâu trời nếu mà có những cái bằng chứng đó ha châu là làm gùm gỗ hết trơn rồi viết đơn nè các kiểu nè chụp hình lại bằng chứng nè đưa lên trong cơ quan chức năng rồi làm youtube rồi làm tùm lum công chuyện chứ đâu có phải mà À, khơi 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 á mà đưa lên youtube như vậy đưa lên youtube thì quý vị biết rồi có một cái ý đồ câu view câu like lừa gạt fan của tỉnh thất bồng lai chứ chứ làm được cái gì hay là cái câu chuyện quý vị biết á người ta thừa biết á là những người mà như là tấn công vào những anh em youtube á thậm chí là chửi những anh em youtube thậm chí là xúc phạm á thậm chí là vì vị nhiều lần những anh em youtube nói về cái câu chuyện như là của tỉnh thất bồng lai thôi thì vừa chia sẻ xong á, thì ngày hôm sau nhận được nhiều cái điện thoại hâm dọ từ những dân anh chị ở đâu nó không biết. Nhưng á, thì theo em biết á, người ta á, nếu mà dân anh chị á, thì chắc chắn người ta sẽ không có giao du với một số người như vậy. Thậm chí là người ta sẽ không ở điện thoại hâm dọ vào những anh em khi mà chưa có điều tra, thậm chí là chưa biết về những anh em như thế nào. Những người hăm dọ như vậy đó quý vị biết á, là chỉ là ở được cái mỏm thôi. Cũng được cái mỏm biết điện thoại cho người ta, chửi người ta, nhắn tin, xúc phạm người ta đó dám dám công khai hay không hay là chỉ làm như vậy có dám quý vị thấy không à, rất là nhiều lần à, những người này hù dọ và đe dọa rất là nhiều những anh em nhưng kết quả vẫn không có ai bị gì đúng không vậy rồi còn những cái bọn mà youtube dơ đó vậy hoặc là một số những phe đối lập đó đó à, tự nhiên đó đi ra ngoài đường bị cô gì chú bác thậm chí là bị tai nạn các kiểu gì đó à, đi đổ thừa cho những anh em youtube là người đứng phía sau thuê thậm chí là người đứng phía sau mướn các kiểu mà có bằng chứng không quý vị hay là tự động cái đó gọi là nghiệp vật quý vị à tại vì vũ khống xuyên tạc chửi người ta quá đó hâm dọn người ta quá đó cái đó gọi là nghiệp vật đi ra ngoài đường nó phải nhìn trước nhìn sau rồi bị tai nạn các kiểu thì đổ thừa cái đó gọi là nghiệp vật chứ không phải là ai hại đâu trời ơi người ta không ai hại đâu cái trời á trời hại á thì tại vì nó rất rõ ràng là những người này hầu như là không ưa thích về những anh em thì cho dù á thì những người này không ưa thích thì cũng chả làm gì được đến anh em đúng không vậy đó chỉ là những cái lần hù dọ và hâm dọ tại vì tôi biết á ờ, hù dọ người ta đấy thì hù dọ một lần thôi thì người ta còn sợ đúng không vậy nhưng ở đây nè quý vị nghĩ đi ở đây đó bao ngày á điện lần hai ba ngày á nhắn tin lần ờ một ngày sau tôi điện thoại ờ tôi là anh chị ở cần thơ hoặc là tôi là anh chị ở cà mau nữa nha là xong với tôi là tôi sẽ xuống kiên giang tôi tìm tôi tìm mấy kênh youtube này nè xử mấy kênh youtube này nè dám nói về tà am hả dám vu khống tà am hả rồi kết cuộc là như thế nào qua chuyện tại vì vậy biết những người này cũng có thể là bị một số những cái uh, kênh youtube thuê để làm gì để biểu diễn để hăm dọ và hù dọ nhưng kết quả ấy, là những người này cũng có thể là làm vì tiền đó bất chấp với bầy biết không vì tiền mà bất chấp tất cả đó thì uh, bản tin là ngày hôm nay là em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh, và ủng hộ kênh của em nghe quý vị. À, kênh các em mà kênh tiếng vlog à, nói chung kênh cái nó mất đề xuất rất là nhiều nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì bây giờ có xem kênh thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe quý vị để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi. để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. À. em xin chào. bye bye quý vị. bye bye